Các cuốn sách trong bộ sách này đã được dịch ra 51 thứ tiếng khác nhau ở 101 quốc gia trên toàn thế giới. Robert Kiyosaki là một doanh nhân, nhà giáo dục và là nhà dự báo tài chính. Robert còn là nhân viên kinh doanh cho tập đoàn Xerox trong khoảng 2 năm trước khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng. Robert từng kiếm được rất nhiều tiền bằng kinh doanh nhưng cũng đã có lúc phá sản và rơi vào tình cảnh vô gia cư. Tuy nhiên không nản lòng, ông thành lập công ty giáo dục về tài chính vào năm 1985 và trở thành một nhà đầu tư, tỷ phú, một diễn giả nổi tiếng thế giới. Cho đến nay thì Robert vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người và dạy họ cách làm thế nào để tránh vỡ nợ và thậm chí là đạt được những thành công về tài chính. Và thưa quý vị, diễn giả nổi tiếng Robert Kiyosaki đang có mặt tại Việt Nam. Trong chiều nay, ông có một buổi thuyết trình với các doanh nhân, những người trẻ đam mê kinh doanh và đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm của mình giúp người tham gia biết cách cải thiện cuộc sống tài chính cũng như là giúp họ trở nên giàu có. Phóng viên Lê Hằng đã có một cuộc phỏng vấn trước thềm buổi diễn thuyết với người đàn ông quyền lực này. Xin chào Robert, chào mừng ông đã đến với Việt Nam. Robert này ai thì cũng muốn làm giàu cả, nhất là các bạn trẻ. Tuy nhiên thì họ thường gặp phải những trở ngại như là không biết bắt đầu kinh doanh từ đâu, lấy đâu ra vốn để kinh doanh và kinh doanh cái gì. Ông sẽ cho họ lời khuyên như thế nào? Ai cũng nói về tiền và muốn kiếm tiền. Tuy nhiên thực tế là họ cần có những kỹ năng tài chính để kinh doanh. Hầu hết mọi người gặp rắc rối về chuyện tiền bạc vì họ không được dạy. Cha mẹ thì chỉ nói rằng, hãy đến trường và học chăm chỉ. Nhà trường chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp mà không được dạy gì về kỹ năng tài chính. Điều đó tạo ra những sinh viên tốt nghiệp với điểm số xuất sắc. Nhưng với đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, họ có thể rất thông minh, nhưng lại không biết cách kiếm tiền dù có hàng ngàn cơ hội ở ngoài kia. Tôi nghĩ đó là sai lầm của hệ thống giáo dục quá phụ thuộc vào yếu tố an toàn, ngại học hỏi về tài chính để thay đổi bản thân mình. Khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu học bán hàng, mặc dù tôi là người rất nhút nhát. Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu từ việc nhỏ nhất, học cách nói chuyện để bán hàng trong vòng 4 năm tại tập đoàn Xerox, rồi sau đó là học cách làm đồng tiền sinh sôi, học các kỹ năng thường thuyết, tất cả là do thực hành. Vấn đề ở đây đó là trường học thì luôn dạy bạn, đừng bao giờ mắc sai lầm. Điều đó thật ngu ngốc. Bạn biết đấy, người cha nghèo của tôi là một chuyên gia giáo dục hàng đầu. Tuy nhiên ông ấy rất nghèo, bởi lẽ theo ông, thì nếu bạn thất bại, bạn là người ngu dốt. Nhưng thực tế là những nhà đầu tư đại tài đều thành công từ những thất bại, dù bạn da trắng, da màu, người Mỹ hay người Việt Nam. Thất bại sẽ cho bạn kinh nghiệm để thành công. Vấn đề là bạn phải thực hành thường xuyên. Bạn thấy đấy, một tay golf chuyên nghiệp phải tập luyện 5 tháng chỉ để đánh trong một ngày. Vâng, ông nói đúng, không phải ai kinh doanh cũng thành công được. Có những người gặp khó khăn ngay lần đầu tiên thì họ đã lập tức bỏ cuộc vì họ sợ thua lỗ. Họ có nên tiếp tục hay là dừng lại, theo ông? Để trở thành một nhà đầu tư hay một doanh nhân, điều đầu tiên bạn phải có khát vọng làm giàu. Bạn biết đấy, Thomas Edison đã từng thất bại 1.500 lần cho đến khi ông ấy phát minh thành công bóng điện đầu tiên trên thế giới. Alexander Graham Bell, người phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên, cũng đã thất bại hàng ngàn lần. Cả tôi cũng vậy mà. Tôi không nhớ nổi mình đã thất bại bao nhiêu lần. Một doanh nhân thực sự cần phải vấp ngã và đứng dậy. Nếu không, bạn nên là một chuyên gia ngồi bàn giấy. Trong cuốn Cha giàu cha nghèo của ông thì có một triết lý, đó là kiến thức về quy luật của đồng tiền, cũng như ý thức kinh doanh phải được thấm nhuần cho trẻ từ bé. Ở Việt Nam thì người ta lại nghĩ rằng cho trẻ tiếp xúc với tiền sớm thì sẽ khiến chúng hư hỏng và thực dụng. Ông nghĩ thế nào? Là một suy nghĩ ấu trĩ. Ai cũng cần phải dùng tiền, cho dù bạn là người tốt hay người xấu, dù bạn là chính trị gia hay tội phạm. Vì vậy, tiền không làm bạn trở thành người xấu. Chỉ có người xấu làm ra tiền xấu mà thôi. Nếu trẻ không biết sử dụng đồng tiền, cao hơn là bắt đồng tiền phục vụ mình, thì chúng sẽ có nguy cơ gặp rắc rối về tiền bạc và cuộc sống trong tương lai. Tôi được biết ông mới cho ra đời cuốn sách Cơ hội thứ hai vào đầu năm nay. Nội dung của cuốn sách này là gì?
Vào năm 1983, tôi đã dự đoán thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính năm 1997 và năm 2007. Và nó sẽ còn xảy ra vào năm 2016. Trong cuốn sách này, tôi giải thích lý do của những cuộc khủng hoảng tài chính này, tại sao nền kinh tế Mỹ đi xuống và Trung Quốc đã đi lên như thế nào, và chúng ta sẽ phải làm gì trong tương lai để tránh rơi vào cơn bão khủng hoảng tài chính của thế giới. Tất cả những điều này không được dạy ở trường, và bạn có thể đọc được ở đây. Vâng, rất cảm ơn Robert. Hôm nay ông đã cho tôi và khán giả những bài học tài chính thật tuyệt vời. Hy vọng cuốn sách mới này của ông sẽ trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong thời gian tới. Xin cảm ơn. Hy vọng sẽ được trở lại Việt Nam lần sau.